第383篇，你不想等吧？还没反应来更难，没跟贴的就才需要提前预定。才需要提前预定，才需要提前预定，才需要提前预定。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bỏ thời gian nhìn một cái. Châu khung khai yán. Ngắn một chút càng đẹp hơn. Tói ý đẻ cờ khó khăn. Sẽ có vẻ chân ngắn. Khuẩn xèn thuế toán. Trên mắc viết là bao nhiêu tiền? Biểu trên sàng xế đờ sử tu sào chén. Thả lỏng một chút không khí. Chinh sung ý xa ở chỉ phân. Trời ạ, thật hay giả vậy? Thiên à, trên là giả đợ. Sau này sẽ có dịp. Khâu khuẩy yếu chi. Bán thế nào? Giờ mất mải. Không sao, không ảnh hưởng gì. Mấy quan chỉ. Chắc chắn sẽ, khẳng định sẽ. Khẳng định khuẩy. Hài lòng 100%. 100% 的满意。点累。零钱。460,000。46万。这次就等安瓜。从来没吃过。根本không đủ ăn。根本不够吃。ăn xong。吃完。không ăn nổi lẩu nữa。吃不下火锅。nghe theo em。听你的。đặt chỗ trước。提前预定位置。Ngày thường. Bình rì. Chỉ có cuối tuần và các ngày nghỉ lễ. Chỉ có châu mùa và 节假日.